Tại thành phố Biên Hòa, công an thành phố Biên Hòa đang tạm giữ hình sự Châu Ngọc Đưa, 35 tuổi, quê tỉnh Cà Mau để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo hoa dạng nổ do nước ngoài sản xuất. Qua điều tra bước đầu, xác định đối tượng Châu Ngọc Đưa khi điều khiển mô tô chở theo một bao tải chứa 8 bệ pháo hoa dạng nổ đang trên đường đi giao cho khách đặt mua trên đường Võ Nguyên Giáp thì bị lực lượng công an phường Phước Tân phát hiện bắt giữ mở rộng điều tra xác minh, công an khám xét nơi ở của đối tượng này tại khu phố Tân Cang, thu giữ thêm 74 bệ pháo hoa nổ cùng loại với tổng trọng lượng gần 130 kg do nước ngoài sản xuất. Tại cơ quan công an, đưa khai nhận đã đặt mua số pháo trên qua mạng xã hội để bán dịp tết kiếm lời. Công an thành phố Biên Hòa tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.